Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức, em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm cặp vòng tay ngọc. Cặp vòng tay ngọc được chế tác từ ngọc cẩm thạch thiên nhiên. Sản phẩm phù hợp với các bà, các mẹ. Ngọc cẩm thạch rất được nhiều khách hàng yêu thích bởi vừa có tác dụng trong phong thủy, vừa có tác dụng với sức khỏe người dùng. Cặp vòng tay ngọc có giấy kiểm định đá quý, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.